Rồi, ok, xin chào các bác. Thì hiện tại cái con LG V60 vẫn được rất nhiều anh em quan tâm. Tại vì em thấy là trên nhóm anh em hỏi mua V60 rất là nhiều. Và em cũng đã dùng cái con V60 này được một thời gian khá là dài rồi. Và em cũng rất là hài lòng với nó. Tuy chỉ là cái thiết kế của nó hơi bị cùi tí thôi. Tuy nhiên thì dùng lâu lâu thì cũng quen thôi, cũng không vấn đề gì các bác ạ. Và gần đây V60 nó có một số cái điểm mới. Và có một số câu hỏi là anh em hay hỏi em ấy là nên mua cái con V60 lock hay là cái con V50 hàng ngon. Thì nay em sẽ chia sẻ cho các bác một số cái kinh nghiệm mới về cái con V60 này nhé. Nhất là cái đoạn cuối các bác xem hết là các bác sẽ biết nhé. Rồi, thì trước tiên ấy, giữa cái con V60 lock và cái con V50 hàng bình thường, hàng ngon ấy, thì nên mua con nào? Thì đây sẽ là cái lời khuyên của riêng em thôi nhé. Thì giữa hai cái con này em vẫn khuyên các bác là nên mua cái con V60 lock hơn, với cái mức giá tầm khoảng dưới 3 triệu rưỡi, tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thì em vẫn nghĩ là nên mua con V60 lock hơn, tại vì nó sẽ cho cái thời lượng sử dụng nó lâu dài hơn và nó hỗ trợ nhiều năm hơn ấy. Tại vì khi mà mua các bác mua cái con V60 lock này, các bác sẽ được một số cái ưu điểm vượt trội như sau. Trước tiên ấy là cái mục pin. Phải trước tiên phải là cái cục pin các bạn, tại vì cái con V60 này anh em dùng cũng nhiều rồi và gần như là chẳng ai chê được cái việc mà pin trên con V60 này như nào cả, tại vì con V60 pin rất là tốt. Và nếu anh em nào pin của V60 mà nó kém rồi ấy, thì có thể là các bác đang gặp một con V60 nó bị chai pin hoặc là nó có vấn đề gì về main ăn nguồn gì đấy, thì cái đấy thì các bác đi sửa thôi hoặc là thay pin thôi đấy. Và thứ hai nữa ấy, là cái loa ngoài, tại vì từ trước đến nay ấy, anh em là rất là chê cái loa ngoài của LG, thì lên đến V60 véo vét thôi, hoặc lên đến V60 thì cái loa ngoài nó đã rất là ngon rồi. Đây là đối với cái bản thân cái tai của em nghe nhé, nó đã rất to và khá là ấm rồi và em không có điểm nào chê trách về cái loa ngoài của con V60 cả. Tuy nhiên ấy, thì có một số bác bảo là con V60 cái loa ngoài nó chỉ to thôi chứ nó không ấm, thì đấy là các bác nghe tin tưởng thì các bác thấy thế, còn đối với những người dùng bình thường như em thì em thấy nghe nó to là được rồi, tại vì em cũng rất ít khi mà nghe nhạc trên cái loa ngoài của điện thoại bây giờ, trừ khi là ở trong cái phòng nó thật là yên ắng tĩnh mịch thì nghe nó còn thấy nó hay hay, chứ còn đi ra ngoài đường hoặc đi ra chỗ nơi công sở mà nghe thì nó không ra gì đâu, cho nên các bác cũng không cần phải quá quan trọng về cái loa ngoài là cái gì. Và tiếp nữa là cái cụm camera của con V60 này, thì đối với bản thân em ấy là em chỉ thấy nó thua con V50 ở mỗi cái là quay video nó chống rung kém hơn thôi, còn em thấy là chất lượng tất cả các thứ nó đều hơn con V50. Và một cái anh em cũng rất là quan tâm đó là cái việc mà con V60 này nó đã hỗ trợ cái sạc nhanh lên đến 25W, và em cũng đã có cái clip test cái khả năng sạc nhanh 25W trên con V60 này, thì các bác xem lại cái clip trước là biết. Thì nó, nếu như các bác nào dùng cái củ sạc nào đó mà nó có công suất là trên 25W thì nó sẽ cho cái thượng sạc pin nó tầm khoảng tiếng rưỡi là đầy thôi, cho nên các bác nếu mà mua V60 thì cứ yên tâm về cái thời gian sạc của nó nhé. Rồi, và một cái nữa ấy, là các bác cũng sẽ có một cái màn hình, tuy nó chỉ là Full HD thôi nhưng mà nó gần như không bị kiểu là ám vàng hay là ám xanh hay là ám hồng như kiểu ở trên V50 là hay bị hơi ám vàng một chút, hơi bị tối tối màu một chút ấy. Tuy là V50 nó có màn hình 2K đấy nhưng mà nếu như mà đặt cạnh nhau thì thực sự là em vẫn thích cái màn hình của con V60 hơn các bạn. Thì em cũng đã có rất nhiều clip so sánh cái màn hình, tuy chỉ để cho vui thôi nhưng mà đấy là cái mắt của mỗi người nhìn như nào thôi, cho nên là em cũng nghĩ là nó cũng không quá quan trọng. Nhưng mà đối với em thì em thích cái màn hình trên con Win nhất, sau đó là đến con V60. Và một điều nữa ấy, là con V60 nó vẫn giữ lại cái cổng 3.5 và có DAC rời, và nghe nhạc bằng tai nghe nó vẫn rất là hay nha các bác. Nó cũng chẳng kém cạnh gì so với những cái thế hệ trước đâu, thậm chí em thấy nó còn nhỉnh hơn ấy, cho nên các bác cũng rất là yên tâm về việc mà cái khả năng giải trí toàn diện trên cái con V60 này. Và đặc biệt là cái chip 865 ấy, chắc chắn là nó mạnh hơn con 855 khá là nhiều, và em dùng nó khá là lâu nay rồi ấy, thì cảm giác là em chả thấy nó bị đơ lát một tí nào luôn ấy. Tuy nhiên thì có nhiều các bác dùng cũng có thể là nó bị xung đột phần mềm này kia, hoặc là do bản bản ấy, cái xuất xứ của cái máy V60 này ấy, thì có thể là nó
Liên quan đến việc mà các bác dùng máy hàng ngày thì các bác có than thở là máy các bác có hơi lắc nhẹ cái này cái kia một tí, nhưng mà em nghĩ đấy chỉ là do cái cách người dùng thôi, và các bác hoàn toàn có thể là tinh chỉnh cái ngon và mượt trên LG bằng cái clip mà em đã từng làm đây này, cái clip LG ngon mượt này này. Đấy thì các bác thử làm theo cái clip này, nếu mà nó mà vẫn không cải thiện được thì các bác liên hệ với người bán mà để đổi máy cho nó nhanh. Rồi. Thì đó là những cái ưu điểm khi mà các bác chọn con V60. Còn nếu như bác nào mà chọn con V60 bản lock ấy thì nó gặp một số hạn chế như sau. Trước tiên ấy, đó là cái việc mà nó không dùng được SIM. Nếu như mà không dùng được SIM ấy thì bắt buộc các bác phải dùng một cái máy phụ nào đó hoặc một cái cục phát wifi để các bác phát wifi cho cái máy này dùng. Đấy, thì nó hơi bất tiện một chút là các bác phải dùng hai thiết bị. Tuy nhiên ấy, thì là em cũng đã dùng cái tình trạng như thế một thời gian khá là dài rồi. Trước đây em dùng mấy con LG em cũng toàn lấy cái máy khác để mà phát wifi cho cái máy LG dùng. Thì đối với bản thân em ấy là em đi làm cái thứ em đều có mang cái ba lô hoặc là cái túi đeo chéo ấy, thì em hay để ở trong ba lô hoặc trong túi đeo chéo ấy, thì nó vẫn không có một chút nào đó ảnh hưởng gì cả. Và thậm chí em thấy nó còn thích hơn, tại vì khi các dùng wifi ấy, là cái thời gian sử dụng pin của bác nó còn tăng lên. Cho nên là đối với em ấy thì là cái việc mà phải sử dụng hai thiết bị để mà dùng được cái V60 lock ấy, thì nó không phải là vấn đề. Và vấn đề thứ hai nữa ấy, là khi các bác dùng cái V60 lock này ấy, thì có thể là sẽ gặp tình trạng là không thể nào mà nâng cấp cái phiên bản phần mềm mới được nhé. Đấy thì đấy là cái có thể thôi, nhưng mà em nghĩ là kể cả là bản lock thì vẫn có thể là nâng cấp được cái Android lên bằng cách là các bác KDZ, hoặc là nếu như bác nào không biết làm không biết làm ấy, thì là có thể là thuê anh em nào đó làm phần mềm ở trong nhóm. Trong nhóm mình thì cũng rất nhiều anh em làm, cho nên các bác không phải lo đâu. Và thậm chí là nếu kể cả các bác không có thể nâng cấp được thì em thấy là dùng cái bản Android 10 hay là Android 11 trên con V60 vẫn rất là ngon. Kể cả con đây em đang dùng V60 và Android 12 rồi, em thấy nó cũng rất là ngon rồi. Cho nên các bác không phải đắn đo về vấn đề đấy cho lắm đâu. Rồi. Thì đấy là ý kiến của em về việc mà giữa con V60 Lock và con V50 thì nên chọn bản nào, thì em sẽ chọn con V60 Lock. Và một cái vấn đề tiếp theo nữa ấy, nó mới xảy ra gần đây thôi, đó là ở trên nhóm ấy đã xuất hiện cái con V60 mà nó không thấy cái vạch này này, các bác nhìn thấy cái vạch này không? Đấy, đây là cái vạch nhựa ở trên khung viền của tất cả những cái máy nguyên khối ấy, kể cả Samsung hay là Apple, thì những cái máy mà nguyên khối nó đều có cái vạch nhựa mờ mờ đây này. Đấy. Đây này, chỗ này này. Chỗ này này. Đấy, chỗ này này. Chỗ này này, đấy. Thì hiện tại em thấy ở trên nhóm ấy có một số bác là rao bán cái con máy mà nó không có cái viền nhựa, vạch nhựa này. Đấy. Cái vạch nhựa này để làm gì? Thì như em được biết ấy, là nó sẽ làm tăng cái khả năng bắt sóng của cái điện thoại lên. Tại vì nếu như mà là một cái khung kim loại kín ấy, thì có thể nó bị hạn chế. Thì em theo em được biết như vậy. Thì hiện tại là V60 là có bản là không thấy cái vạch nhựa như vậy. Đây này, đây, đây này, đây có nhìn thấy không? Không có luôn, không có vạch nhựa. Bản thân em ấy, thì khi mà em nhìn thấy một cái bản mà không có vạch nhựa như thế này, thì em thấy nó hơi dại dại, em thấy nó như kiểu là hàng dựng ấy. Đấy, cho nên là thực sự là em cũng có tìm hiểu trên Google, trên web của LG, nhưng mà không thấy nói gì về vấn đề mà cái vạch nhựa này, hoặc là em tìm chưa thấy, thì không biết nó là cụ thể là như thế nào. Thì bác nào mà am hiểu thì comment dưới bình luận cho em xem nhé. Tại vì em cũng có hỏi mấy bác thương gia bán cái LG lâu năm ấy, thì các bác ấy bảo là cái bản V60 ấy, mà không có vạch nhựa này, thực ra ấy, nó vẫn có vạch nhựa đấy, nó có vạch nhựa ở dưới này này, nhưng mà do là họ sơn lên một lớp nữa, họ sơn lên là một lớp nữa nhé, cho nên là mình không nhìn thấy cái bản, không nhìn thấy vạch nhựa này. Đấy thì bác nào mà có cái bản mà không có cái vạch nhựa này, thì các bác thử cạo cái sơn ở cái khu vực này này, ví dụ gần lỗ mic này này, đấy, gần lỗ mic dưới bên bên phía tay đây, bên phía gần loa này này, đấy thì xem là nó có hay không. Đấy thì là các bác nào mà nghịch thì bác muốn khẳng định thì bác cạo thôi, còn không 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 nhất thiết các bác phải cạo đâu. Đấy, và
Và thường thường ấy, cái bản mà không có cái vạch nhựa đấy, theo các bác ấy nói là thường thường nó là bản version đấy, thì vậy thì cái vạch không có vạch nhựa như thế thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì theo em ấy thì là nó chả ảnh hưởng gì đâu, bởi vì các bác khi các bác mua máy ấy, các bác nên test là sóng sánh như thế nào, rồi sóng 3G, 4G, 5G như thế nào, nó ok là dùng được là dùng à. Đấy, chứ còn không vấn đề là cứ không phải là nó không có cái vạch nhựa này thì nó là hàng lởm hàng dựng. Cái đấy thì chỉ là do mỗi thị trường nó phân chia, nó phân phối hoặc là nó làm như thế thôi, thì em nghĩ là nó cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên ấy, theo cái con mắt nhìn của em thì em thấy là cái bản mà nó có vạch nhựa trông nó vẫn kiểu như là nó xịn hơn ấy, không phải là em ý là em cảm thấy ra các cảm giác như nó bình thường hơn ấy. Còn cái bản mà không có vạch nhựa thì em cảm giác nó cứ trơn tru, nó trơn tuột thế nào, nó không không có điểm nhấn hoặc là trông nó khác bình thường ấy. Tại vì các bác biết rồi đấy, kể cả từ Apple này, từ Apple rồi Samsung các thứ, mọi thứ nó làm nó đều phải có cái giải nhựa này. Các bác nhìn thấy nào, giải nhựa này đấy, đều có giải nhựa nhé. Ngay cả cái con Nokia cái thứ đây này, đây Nokia này, con Nokia này mặc dù là cái lớp đầu bằng nhựa mà cái chỗ trên viền nó vẫn phải có cái giải nhựa này. Đấy. 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 Và ngay cả con G8 của em đây. Con G8 của em đây nó cũng phải có vạch nhựa này, các bác thấy không? Đấy. Thì nó chỉ mờ mờ thôi, các bác nhìn nó sẽ hơi khó, nhưng mà theo cái kinh nghiệm sử dụng điện thoại hàng mấy năm nay của em thì em thấy là tất cả những cái máy mà nguyên khối ấy, thì nó đều phải có cái vạch nhựa như thế này để mà tăng khả năng bắt sóng. Thì tự nhiên gần đây ấy, là xuất hiện cái V60 bản version nhà mình ấy, là không có vạch nhựa, thì em thấy nó hơi bị lạ thôi. Tuy nhiên thì qua quá trình tìm hiểu thì em thấy là nó cũng có thể là bình thường thôi, còn bắt nào tùy các bác thôi. Các bác mua, nếu như mà mua mà gặp phải cái bản mà không có vạch nhựa này ấy, thì các bác cứ test sóng sánh các thứ nó bình thường, nó ok dùng bình thường là ok. Và nhớ là các bác chọn cái thời gian bảo hành nó dài dài một chút, tại vì có thể lúc các bác test ở ở cửa hàng hoặc ở vị trí đấy nó ok, nhưng mà về nhà các bác dùng thì nó có thể gặp vấn đề, thì các bác còn có thể đổi trả được. Cho nên các bác cứ yên tâm nhé, cứ dùng đi, miễn sao máy nó ngon, máy nó sóng sánh bình thường, màn hình nó không bị ám ố hoặc là pin piếc nó ok là được. Đấy, cho nên các bác chú ý. LG mình thực sự là đến thời điểm này nó chết rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất nhiều thứ nó ảo thật. Đến ngay cả em người dùng LG rất là lâu năm rồi cũng hay tìm hiểu LG, nhưng cũng nhiều khi cũng không biết được các bạn. Cho nên các bác mỗi lần vấp ngã là mỗi lần hiểu ra một vấn đề gì đó. Cho nên các bác cứ yên tâm mà dùng. LG thì chết rồi, nhưng mà anh em LG dùng vẫn còn rất là đông, các bác không phải sợ đâu. Rồi, ok, chào các bác nhé.